cuộc đối thoại giữa Tần Đà với Đại Trí Âm Phù, Sư Lợi Bồ Tát, nó có những ý nghĩa này, rằng Như Lai công bằng với hành pháp. Vì hành pháp có sanh có diệt, Như Lai không phải hữu vi, vì hữu vi pháp thì thuộc về hành pháp. Người trí phải hiểu Như Lai là vô vi, Như Lai là pháp thường trụ bất biến. À, học cái này mà là cái này á. Ngay từ cái phẩm một cho tới hết bộ Niết Bàn là dạy cái vấn đề mọi người để tự Phật phải nhận thức Như Lai là thường trụ, là bất biến. Như Lai là vô vi, Như Lai không phải là hành pháp. Cái hành có nghĩa là những cái pháp mà biến chuyển, có sự biến chuyển vô thường, bất sanh, sanh diệt, diệt sanh đó, gọi là hành pháp. Chứ hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Cái bài học ở sau này, các hành pháp đều là vô thường. Mà hành pháp là gì? Hành pháp là pháp có sanh, có diệt, có biến chuyển, có thay đổi, có vô thường. Cho nên Như Lai không phải là hành pháp. Như Lai không phải là hữu vi. Vì hữu vi là con về hành pháp. Cái chữ hữu vi cũng về hữu vi, tức là hành pháp đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh cái loại gì như biển ân tác như thị quán, thì cái chữ hữu vi cũng tức là chỉ cho cái pháp đó nó do có nhân duyên, có điều kiện, có sự tương quan tác động mà nó hình thành, gọi là hữu vi. Chữ hữu là có, chữ vi là làm, hay là nó có dữ kiện, nó có chất liệu, nó có tương quan tác động, có qua có lại, có sinh có diệt mới hình thành ra được nó, gọi đó là hữu vi. Vậy thì hữu vi tức là hành pháp, và hành pháp tức là hữu vi pháp. Mà Như Lai thì không phải hành pháp, Như Lai cũng không phải là hữu vi pháp. Người trí tuệ Như Lai là vô vi, Như Lai giả là tức chứ pháp như nghĩa. Như Lai là bản thể chân như của dạng pháp, cho nên Như Lai phải hiểu là vô vi, không phải là hành pháp. Nó là cái bản thể chân như, nó là bất biến, nhưng mà cái bất biến đó vẫn duyên sanh ra vạn pháp, thành ra bất biến mà thường tùy, tùy duyên. Tùy duyên sanh ra các hành pháp, có sanh có diệt, có thành có trụ, có quả có không. Nhưng mà thành trụ quả không, không là sao mình rời khỏi cái Như Lai tàn mãn bản thể được. Cho nên là tuy là hữu vi vậy, nhưng mà bản chất của nó vẫn là bản thể bất biến. Đó, cho nên Như Lai là vô vi, Như Lai là Như Lai tàn. Mà Như Lai tàn tức là cái bản thể chân như, không có cái gì mà nó lọt rớt mất đi đâu được ngoài cái bản thể chân như của vũ trụ đó. Thế thì chữ Như Lai đây tức là Như Lai tàn, nghĩa là nó hàm tàn hết tất cả. Cho nên cũng như giống như mình thấy vậy đó, mình làm tắt lửa vậy, mình tưởng đồ lửa nó mất rồi, nó đâu có mất, nó rơi vào, nó hàm tàn ở trong cái bản thể chân như của vũ trụ. Chẳng qua là thiếu một cái tay, cái điều kiện là buông là thiếu ra, mà tạo thêm một cái điều kiện đủ là còn lại. Là thiếu điều kiện là nó mất đi, mất đi có nghĩa là không, có nghĩa là mất. À, nó tan biến ra trong cái Như Lai tạng. Vô vi là vậy đó. Như Lai là pháp thường trụ bất biến, có chánh quán như vậy, có chánh quán như vậy ông sẽ thành tựu 32 tướng tốt, chấn thành vô thượng bồ đề. Cuộc đối thoại tiếp diễn và cho thấy rằng cúng dường Như Lai không nên đặt vấn đề nhiều ít, ngon hay không ngon. Trong cái bấm tuần đà ở đây, đối thoại giữa ông Văn Thù với giữa đại chúng đó mà, vì Như Lai là Như Lai pháp thân, mà Như Lai có pháp thân tạo Phật ở đâu mà đặt cái vấn đề là ngon hay không ngon. Và Như Lai đã từ lâu rồi, cái thân Như Lai là bản thể chân như bất biến, mà có ăn uống gì đâu mà nói ngon hay không ngon, nhiều hay ít. Cúng dường Như Lai không nên luận kịp thời hay không kịp thời. Cho nên là các vị mà các 10 cái tập đoàn mà đi cúng dường Như Lai là tưởng rằng hy vọng với tâm niệm là cúng dường Như Lai thì kịp thời Như Lai ăn họ đó mà. Nói gì em cũng Như Lai pháp thân là cái thể chân như thần tụ này đã không phải là thân tạp thật, mà lúc nào cũng tồn tại, lúc nào còn hiện hữu, lúc nào cũng trong sáng, lúc nào cũng thanh tịnh, thì Như Lai nào có ăn cái gì đâu mà gọi là ngọ hay là quá ngọ.
nó hay là mùi tí hay sữa gì, không có gì đó. Cái bản thân Trung Như này nó không có tí sữa dành mèo thình tiện ngọ mùi gì hết. Cho nên đừng đặt cái vấn đề kịp thời hay không kịp thời, đúng ngọ hay là không đúng ngọ. Chỗ này là cái chỗ đạo lý sâu lắm, cho nên mình làm những cái chuyện lặt vặt. Còn mình tu hành đây, nếu mình không học rồi kinh đại thừa, mình làm chuyện lặt vặt lắm. Cúng là phải đúng được kịp ngọ, chứ cúng mà trễ ngọ là cúng mà không có được, mà không có họ dụng đâu. Nói vậy là tầm thường hết. Ủa mà bữa làm có ở nhà tất cả đều có nấu chè cũng Phật hết ra sao? Trời ơi, sợ không có cúng đồ ngọt là Phật thèm đường chứ gì. Tôi hồi nhỏ tôi khổ lắm, tôi 2-3 cái nhà trên nhà dưới giường tượng, mỗi một cái ngày rằm vậy là tôi đi đội chè, đội xôi, đội túi đi cúng hai chỗ. Mà ông già tôi là ông cúng là nghiêm túc lắm, ông trịnh trọng ghê lắm lắm. Nó cực khổ vô cùng cái ngày đó để ăn chè, ăn xôi, ăn chuối. Đốn chuối vú trước mấy ngày để cúng rằm. Bây giờ tôi học ra rồi tôi mới biết rằng là cái ngày rằm này nó không có nhầm gì với đạo Phật của mình hết trơn. Mà thiệt ra cũng chẳng có ông nào để ăn. Ở Trung Quốc một năm là họ ăn mừng cả mấy chục cái Tết, cả trăm cái Tết, gọi là Tết. Còn đây ngày rằm cũng là cái Tết. Mình quen là mình làm theo vậy đó. Tại là học cho đại thừa thì cúng Phật không nào, không cần. Không cần đúng thời, không đúng thời, không đặt ra vấn đề đó. Cúng được Như Lai không được nghĩ Như Lai hài lòng hay không hài lòng. Có người nói rằng nghĩa là ông Thượng Đà, ông tốt. Nhờ ông có phước nên ông cúng được Như Lai, vậy là Như Lai hài lòng, Như Lai mới nhận của ông. Trong cuộc đối thoại đó nói, đối Như Lai là không có được nói hài lòng hay không hài lòng. Vì Như Lai hài lòng tất cả. Giống như anh Sát Mặt Trời này nè, anh Sát Mặt Trời hài lòng với tất cả người thiện, người ác, người tốt, người xấu. Kể cả những cái vật đẹp đẽ như bông hoa thơm tho, kể cả những cái vật mà túi hôi tanh, đều là anh Sát Mặt Trời đều là hài lòng hết. Không có đố kỵ cái nào, không có chê cái nào, không có khen cái nào, không có bằng lòng cái nào, không có trù dập cái nào, không có tân bốc cái nào. Thế thì là các bạn thấy kinh Như là pháp thân thường trụ của Như Lai là luôn luôn lúc nào cũng hài lòng với tất cả hiện tượng vạn pháp, trong đó hữu tình vô tình đều là ở trong cái sự che chở, sự chứa đựng của Như Lai tạng bản thể. Cho nên cúng dường Như Lai thì Như Lai pháp thân thì không đặt vấn đề hài lòng hay không hài lòng, bởi vì Như Lai đã không ăn uống từ vô lượng kiếp, vì không thọ thực cho nên không có vấn đề trễ hay là kịp thời. Với Như Lai không có hài lòng, vì Như Lai hài lòng mọi lúc và hài lòng với tất cả chúng sinh. Thế thì ở đây là nó dạy mình là học cái Như Lai này là phải là Như Lai pháp. Học tên tùy lô gia na biến nhất thiết chứ là phải học cái Như Lai đó đó. Mình cúng dường là mình cúng dưỡng cái đó, cúng dưỡng cái bản thể chân như mà chính là tâm mình là cái đó. Cái bản thể chân như không thành đó mà mình cung dưỡng á, thì cúng dường tức là cung dưỡng và dung bồi cái đức tính giác ngộ thanh tịnh đó, đó là mình cúng dường Như Lai đó. Mà cái tấm thanh tịnh giải đối giác ngộ đó mình bồi dưỡng, mình cung dưỡng nó là phải cúng dường bằng những cái thân thối thanh tịnh, chứ còn cái vật thực mà đem mà cúng dường cái hy vọng bằng lòng hay không bằng lòng, kịp thời không kịp thời là không trúng gì hết. Hiểu như thế là cái hiểu thâm nhập kinh điển đại thừa. Dù nhận thức chân lý nhưng Thuần Đà và đại chúng vẫn buồn thảm khóc than. Đây là để nói lên một cái tâm trạng thông thường, cũng như tất cả chúng ta bây giờ là cũng còn ở trong cái tâm trạng này. Mà riêng về phần tôi thì thành thật mà nói, bây giờ thì tôi ít có biểu lộ cái buồn thảm khóc than này, không có. Còn bây giờ tôi còn thấy rằng là tôi chỉ có thua một cái khi nào là cái người đó, kể cả trên cái cầu hát cả luôn, mà những cái người mà trung mà nghĩa mà sáng suốt ra không, thì làm cái việc đó tôi có khi tự nhiên người nước mắt nó chảy ra, nó quý cái đó quá rồi, nó sung sướng quá rồi, nó mong lòng quá rồi tự nó chảy nước mắt. Cái còn nó ví dụ như chất sách này là với tôi giờ là tôi tập từ lâu rồi mà, cho nên dính dưng dễ dàng lắm, rất dễ dàng. Ngay cả bản thân tôi giờ tôi ở đây cách đây 30 cái số mà
Cô nói rằng là nếu mà tôi mà nếu mà phát lên một cơn mà gọi là bệnh bao bệnh đó hả, yên tâm, đừng có nói gọi thầy thuốc bác sĩ gì hết. Nhiều Phật tử nói ồ thầy có việc gì thầy gọi điện thoại, các Phật tử thì gòn này nè, gọi điện thoại cái này kia này gọi. Cảm ơn, không gọi đâu. Tôi thì có cái thuốc lặt vặt trong nhà rồi, còn nếu mà nó đau một cách mình là thật ghê gớm không thì chấp nhận. Cái tuổi này là còn gì đó, chấp nhận để ta đi gọn ghẻ, để ta nói hòa thượng thì không chết tốt hết chứ. Chứ mà hòa thượng thì đâu mà nó bèo nhèo quá trời quá đất, thì khổ quá chịu không nổi. Đó là tôi nói thiệt đấy, nó rất là thật lòng mình. Mà đại chúng cũng để ý như vậy, nghĩa là thứ nhất là cái tuổi mà trên 70 tới đây rồi còn gì nữa, không sợ. Mà cái ca chưa ổng cũng đâu có gọi điện thoại gì đâu. Chẳng có chở đi bệnh viện gì trơn, thành ra rồi người ta nói rằng là ông ăn cái nấm trứng nấm đặc cũng được. Rồi có người ta nói ông ăn thịt heo rừng cũng được, vấn đề là ông chết không có quá khổ. Chứ nói tôi đừng nói gì là tôi ăn thịt heo rừng chết rồi tôi sợ không. Nó thật sự ăn thịt heo rừng mà nó phá bụng rồi chết cũng không sao. Rồi người về nói cho Như Lai nghe có vẻ như là đạo cao đức trọng hơn ha, là ăn chay nè, nói là ăn cái nấm độc cũng được. Cho nên không đại thừa nó dễ vậy, vấn đề là sinh lão bệnh tử là chân lý. Mà Như Lai 80 tuổi rồi thì là cỡ đó là lại vấn đề sinh tử thì kiểu nào đó, nếu là gọn là nhẹ mà không đau thương là đạt yêu cầu. Tôi nói cái đó là tôi nói riêng ý tôi, nhưng mà đồng thời tôi cũng nhắc lại chúng bởi vì tất cả chúng ta không ai qua khỏi cái vấn đề bốn cái giai đoạn đó, sinh lão bệnh tử. Còn hơn 70 tuổi như tôi vậy thì tôi nói chuyện là dễ dàng là vững rồi. Còn phần các vị trẻ hơn thì sao? Các vị mỗi ngày phải coi tivi, người ta cáo phó những vị 50 cũng có, 55 cũng có, 60 cũng có, 70 cũng có, đủ hàng người. Chứ không phải là đợi 70, trên 70 hay 80 rồi mình mới vững mà, cũng phải vậy. Mà phải tư duy quán chiếu bất cứ tuổi nào, không đau là như vậy rồi mình mới có vững vàng, mình có nhẹ nhàng đấy.